con cá và dính ghẹ đây. Hello, chào các bạn. Hôm nay bộ tứ chúng tôi đi ra Vĩnh Tân. Mình đi một tiếng này để câu thử coi coi nó có khả quan gì không. Nhiều người họ đi rất là hấp dẫn, cái này mình thử coi. Ok, cố anh em. Alright, let's go. Ok. Bây giờ là 2 giờ 15. Bộ tứ chúng tôi đã khởi hành và đang trên đường đi ra Vĩnh Tân. Sau 4 tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ tới khách sạn. Sorry hả? Giờ đi câu tối về ngủ đây. Bây giờ đi câu là cách đây khoảng 10 mấy mai nữa. Thấy biển rồi đó em. Bắt đầu tới biển rồi đây. Rồi ha. Vô cổng. Ok. Rồi. Chào ba. Ba ơi, chim quá trời. Nhìn đỡ ghiền hả? Cái này không phải là Gaveston, cái này là phải gần Gaveston đó em. Đây những người đi câu này. Câu quá trời. Thấy ông nhiều. Tới chỗ câu nè, này chơi cái câu chỗ này cho anh ta ra đi câu cho. Mày không sao? Đa số là thấy dân mẹ không dân vô không gì đó mà. Con đường này dài 5 mai từ đất liền ra biển. Tức là bây giờ mình đang hướng này là đang hướng chạy ra biển. Còn những xe chạy ngược vô, tức là họ đi từ hồi sáng hoặc là họ đi bữa trước, bây giờ họ về. Em jet ski ra chơi. Hôm nay họ ra đây câu nhiều quá. Có người bơi nữa kìa. Sau 4 tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ chúng tôi đã tới nơi. Và bây giờ đang ở trên cái đoạn đường mà từ đất liền ra biển này, là bây giờ rất là nhiều xe họ cũng đi câu ngày lễ hôm nay. Và cái cầu này chúng tôi sẽ xuống câu ở đây. Họ cũng quăng dài luôn. Đang set up mấy cái cần câu. Ok. Dính rồi đây. Oh, để coi. Ok. Dính ghẹ. Con cá mà dính ghẹ đây. Dính ngay cái chân luôn. Dính ngay cái chân. Ghẹ ngon quá. Đây, thành quả nữa đây. Thành quả đây. Ok. First one. First one. Hai người dính luôn cùng lúc luôn hả? Wow. Đây rớt. Nghe cá lù đù. Đây cá đồ đồ không ạ? Đồ dính nữa hả? Cá rô. Đâu? Rồi cá rô. Cá rô biển. Cá này bự á. Bự hả? Bự không? Wow, mặt trời lặn và đẹp quá. Dính về thằng kia chứ không phải cá bự mà. Dính dưới bụng luôn. Coi cá này dính dưới bụng à. Cái điều này chứng tỏ rằng ở dưới sông này bây giờ dưới biển này giờ cá rất là nhiều, chỉ lội ngang thôi là đã dính rồi. Ba dính con nữa ba. Đâu quá không? Wow. Bữa chưa? Nữa. Ê, dính nữa.
tối là năng dữ lắm. Đi catfish hả? À, đi câu biển cũng không khỏi catfish nữa. Catfish. Câu hồ biến catfish biết là chán, bây giờ câu biển cũng biến catfish nữa. Wow, ai dính cua đây, ai dính ghẻ đây? Hùng Hùng á, đâu có mặt đâu. Sao đi, có ghẻ ăn rồi sao đi à? Có ghẻ rồi sao đi à? Hôm qua quay là mặt trời lặn, bây giờ là mặt trời mọc rồi. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Đây là tất cả những cái gương mặt mà thức suốt đêm hôm nay. Đây còn một số anh người Mễ mà câu cá catfish. Còn đây là anh em chúng tôi. Đây là những gương mặt sáng đêm đây đó. Nói chung là câu lâu lâu đi một lần thì nó cũng vừa vui mà nó cũng có nhiều cái cực khổ là bị mũi cắn. Mũi cắn là từ 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ, không biết mũi ở đâu mà nó ra. Đây. Đây là con cá lù đù. Đa số câu đêm nay là cá lù đù với lại cá con cá trao, tức là chỉ có hai loại cá thôi, nhiều rất là nhiều và câu cũng rất là vui. Các bạn nào có thích câu thì xuống đây câu ban đêm thì rất là vui, tại vì nó ăn vào ban đêm rất là nhiều, còn sáng giờ này thì nó ít ăn rồi, mà trời buổi sáng này rất là đẹp. Đây là cái kết quả câu đêm hôm nay, tức là đầy một đống cá luôn ở dưới này. Chỉ có một lớp đá ở trên thôi, lớp đá trên cho nó không bị hư, còn tất cả dưới đều cá hết đó, cá hết. Đêm hôm nay là bốn anh em làm thùng này để nhóc đó, còn được bên đây được mấy con ghẹ nữa. Ồ, mấy ghẹ dưới luôn hả? Ghẹ mà dính trong câu mà lưỡi câu kéo ngang mà dính ghẹ. Ồ, lại dính nữa hả? Cũng còn lai rai hoài ha. Anh em mới ra câu nữa nè, chuẩn bị đi câu nữa nè. Lính đáng đi sung lắm, bây giờ về xui xỉ hết trơn rồi nè. Đêm luôn mà. Sau khi một đêm câu cá rồi về khách sạn tắm rửa xong xuôi, bây giờ trở lại đường về quê. Còn anh lính trẻ này thì bị cá chích khóc vù lu vù lo. Bị nông nè. Nè, cái tay xưng chù chù luôn nè. Vui nhưng mà bắt cá hai tay không chịu, bắt một tay. Bắt một tay chi vậy? Đó. Bắt mà phải bắt hai tay. Sau một đêm trải nghiệm câu cá ở đó thì tôi có một cái lời khuyên như thế này. Nếu mà các bạn nào đi câu á, thì nếu mà chúng ta không có thời gian á, thì chúng ta câu ban đêm. Ban đêm thì cá nó ăn nhiều hơn, nhưng mà con cá là nó có những cái con cá giống như con catfish. Nó nhỏ nhỏ, nó dính nhiều lắm. Thì nó cũng bất tiện mình chỗ đó. Nhưng mà ngược lại nó có cái con cá trao với lại con cá lù đù rất là nhiều. Mà tôi thích nhất là con cá trao. Nó cái thịt nó rất là cầm con cá, nghe con cá nó rất là mềm mại và con cá nó bự nữa, thành thử nó thích hơn. Nhưng mà ngược lại ban ngày thì nó không có con cá trao, mà con cá lù đù thì nó nhiều. Nhưng mà cái con cá giống như con catfish nãy tôi nói thì đặc biệt là không có con đó đó. Thì tôi có ý kiến như thế đó, thì các bạn nào mình thích câu cái giờ nào đó thì mình đi nha. Đó là kinh nghiệm của tôi trải nghiệm trong cái chuyến đi câu vừa qua. Mới đầu vô 7:30 là câu là chỉ có mấy đây Jason là hốt bạc, hốt cá. Còn ba với Hùng với lại Sơn là ngồi hốt gió. Mà với cái lý do rằng là tại vì Milly nó đi ở đây câu nhiều lần, nó có kinh nghiệm. Còn mình á, mình lần đầu tiên mình đến á, thì do cái
cái cảm giác của mình đi câu biển á, mình chưa có biết như thế nào. Sống và cái sóng, cái gió, rồi cái con cá nó ăn, nó cái cảm giác như thế nào mình chưa có biết. Thành thử cái lúc con cá ăn á, mình không có hay. Cái kiểu ăn nó khác con cá hồ. Thành thử mình trong cái thời gian nữa tiếng đầu là mình không có câu được là lý do đó. Nó rồi sau đó thì nó một con thì mình cũng một con. Và rất tiếc một điều là tôi không có quay phim được đầy đủ cho mọi người xem, là bởi vì mình mê câu quá mà con cá nó ăn thì liên tục, mà cho nên cái máy quay phim thì để nằm đó mà không có người quay, tại vì mê cá. Thì sau cái video này tôi sẽ đổ hết cái số cá ra trong cái thành quả câu trong cái đêm hôm nay thì cho các bạn coi để biết coi cái kết quả nó thu hoạch như thế nào á. Thì tôi nghĩ rằng rất là nhiều đó, mà rất là thích. Hy vọng rằng sẽ có một chuyến trở lại. Tuy rằng mình ở từ Đà Lạt mình đi xuống đây thì nó hơi xa, nhưng mà thích, bởi vì mình thích, rất thích câu và cá ở đây rất là nhiều. Hơn nữa là ở cái chỗ này là người ta đến du lịch, người ta câu cá rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng cái phong cảnh nó đẹp và cái khí hậu của nó rất là thoải mái. Thành thử nếu mà rảnh rỗi chúng ta cũng nên đi xuống cái này câu cá để giải trí, đi cùng gia đình thì tôi nghĩ rằng nó cũng thoải mái. Thì chúng ta mướn một cái khách sạn rồi câu, rồi khuya về chúng ta nghỉ ngơi rồi cho nó thoải mái, thì cùng thay vì chúng ta đi du lịch thì chúng ta đi câu thì nó cũng rất là thú vị. Texas City. Đây là sách Texas City. Nó giống như một cái eo biển vậy các bạn, mà nó có xây một cái bờ lộ ra từ mé bờ đi thẳng ra biển khoảng 5 mai, và chúng ta đi ra đó rồi phải quay trở lại chứ không có đường đi qua bên kia. Đó, tức là từ trong bờ đi ra 5 mai để câu cá, và trên cái đoạn đường đó mỗi một đoạn á, hai bên đều chúng ta có thể câu bất cứ chỗ nào. Nó có xây những cái cầu đi ra mé biển nữa, chúng ta có thể đi ra cầu câu hoặc là chúng ta đứng ở mé biển câu cũng được. Rất là dễ và sạch sẽ. Một điều nữa nha các bạn, chúng ta có thể vừa câu cá mà chúng ta có thể vừa câu ghẹ. Đó, nếu mà chúng ta có cái đồ đặt ghẹ đó chúng ta đem theo, và chúng ta có thể mua cánh gà, hoặc là chúng ta có thể đến đó chúng ta câu được cá xong chúng ta mổ cá ra chúng ta bỏ vô để câu ghẹ. Bởi vì có nhiều người họ câu, họ thả đồ bắt ghẹ đó, họ bắt rất là nhiều. Và chúng tôi câu cá thôi, nhưng mà cái lưỡi câu mình kéo ngang đó cũng dính được 3-4 con. Thì tôi nghĩ rằng ở đây ghẹ rất là nhiều đó. Thì nếu mà mình có hứng thú câu ghẹ thì chúng ta cũng nên đem theo những cái lồng để gài ghẹ, hoặc là câu gài ghẹ, câu ghẹ gì đó, thì tùy các bạn mình cái cách bắt ghẹ như thế nào. Ham đi câu về Hà đó rồi ngồi đây làm nha. Đây là cái kết quả mà câu đêm hôm qua nè. Đó, bây giờ 4 chiến sĩ một chiến sĩ đã rơi dọc đường rồi, bị cá chích nhức quá về rồi. Thế chiến sĩ chiến sĩ mới. Thế chiến sĩ nữ. Ừ. Đó, bao nhiêu đây đó. Giờ ngồi ráp màn này. Cái này là con cá trao nè, con cá này rất là ngon. Cá này thịt rất là mềm mà thịt rất là nhiều. Cá này rất là ngon. Mà cá này rất là nhiều. Nhiều con cá này lắm, với là cá đù đó. Cá này nó mềm dữ. Ủa có cua nữa nè. Rồi có dính mấy con ghẹ, được 4 con. 4 con ghẹ, câu mà dính ghẹ. Cá mấy con cá đù giờ cứng không. Bữa hổm đi câu mà dính cuối cùng rô phít xong, giờ câu cá mà cũng có ghẹ nữa. Coi như là cái lưỡi câu kéo ngang mà dính cái chân ghẹ kéo đi luôn á.